Hello mọi người, routine của ngày hôm nay sẽ là làm thế nào để có một làn da phát sáng. Ok, chuyên mục tẩy trang và skincare xin phép được bắt đầu. Đầu tiên sẽ là tẩy trang mascara, sau đó sẽ sử dụng dầu của Suomura để mà massage toàn mặt. Hôm bữa nhà su siêu lớn cho nên mình mới cắn răng mua thử cho này. Và kết quả rất là ok luôn nha mọi người, vừa sạch vừa dịu nhẹ, rất là nên mua luôn. Sau đó đương nhiên là bước rửa mặt rồi. Sự rửa mặt thì mình vẫn sử dụng của nhà Vichy thôi, bởi vì thấy cái loại này nó vừa lành tính, vừa sạch sâu, kiểm soát dầu nhờn cho da của mình nữa. Trước khi bắt đầu skincare thì mình phải đi tắm trước đã. Ok, hẹn gặp mọi người sau một giây nữa. Ok, và bước đầu tiên sẽ là toner nha. Hôm nay mình sẽ sử dụng toner ngải cứu của nhà Amprom, ẩm mượt, thấm nhanh, dịu nhẹ là từ khóa của sản phẩm này nha. Và đến chuyên mục khu đường mới thôi nào. Mình có hai loại serum mới đến từ nhà Iskin, một cái là dòng Radiant và một cái là dòng Brightening. Cả hai đều thiên về làm trắng sáng da. Radiant thì căng bóng, còn Brightening thì giảm thâm nhiều hơn. Ok, thì hôm nay mình sẽ sử dụng dòng Radiant nha. Serum có kết cấu gel đặc cho nên mình thấy xài đỡ hao nè, và có mùi thơm cam chanh rất là fresh luôn. Trong thành phần thì có chứa vitamin C với công thức tan trong dầu, giúp làm đều màu da của mình, và ngoài ra còn chống oxy hóa cho da nữa. Ngoài ra giúp da sáng đều màu, tăng độ đàn hồi cho da và còn hỗ trợ giúp da si khí lỗ chân lông tốt hơn. Kết cấu của bạn này tuy đặc nhưng mà mình thấy thấm rất là nhanh vào da, cho nên là sẽ giảm tình trạng oxy hóa nè. Mình sẽ sử dụng thêm một thơm nữa cho vùng dưới cổ nha. Sau khi apply serum thì da căng bóng và phát sáng cực kỳ thích luôn á mọi người. Và để cho da phát sáng hơn nữa thì hôm nay mình sẽ sử dụng dầu dưỡng của nhà The Body Shop nha. Mọi người đừng nghe đến dầu dưỡng mà sợ da tiết dầu nhiều hơn nha. Ngược lại bạn này còn giúp da dừng ẩm tốt hơn rất nhiều lần so với các loại kem dưỡng nữa, từ đó giúp cho da mình đỡ tiết dầu hơn. Đối với dầu dưỡng của nhà The Body Shop mình phải nói là đắt sắc ra từng giọt luôn đó. Da trở nên ẩm và căng mướt rất là nhiều vào buổi sáng ngày hôm sau. Đặc biệt khi kết hợp sử dụng với lại vitamin C sẽ làm cho da của mình được chống lão hóa rất tốt. Đây là có điều kiện thì mọi người nên thử nha. Kết hợp với một vài bài massage mặt nữa thì đảm bảo làn da luôn luôn ở tuổi 20 nha. Ok, routine hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tận bây giờ. Bye!